Thấy không, nhỏ nhỏ, nó xài pin nha, lý tưởng ha. Im với chú Tư, khỏe chứ? Im chứ. Dạ, tinh gà chú Tư đóng hồi đó giờ là trên 70 chiếc rồi, quá nhiều ha. Xin chào quý khán giả, từ xưa đã có mặt tại Lình Quỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mình hay tin là có một cặp ghe mô hình đang đóng, thì cặp ghe này đóng bằng gỗ hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ vô chi tiết để xem coi như thế nào. Mình thấy là rất là hoành tráng nha, bự lắm. Mình hay tin là chú Tư thầu đóng ghe, đang đóng một cặp ghe cho Dựng Hai mình để làm kỷ niệm. Thì mình lên đây quay cho quý vị xem. Chú Tư, khỏe chú Tư? Dạ. Khỏe. Ôi xin chào. Dạ. Chú Tư, hiện tại chú Tư đóng cặp này là về cây gì chú Tư? Sao. Thì sao ha? Dạ. Một chiếc chiều dài 2 mét. Dạ. Ngang 49, phong hạ 29. Dạ. Cái chiếc này là chiều dài 2 mét ha? Ừ. Dạ. Còn chiều cao của nó? 29. Chiều cao 29. Còn bề ngang? Ngang 49. Dạ. Dựng Hai mình thì cũng là chủ ghe, đam mê với nghề biển. Dựng Hai, mình đóng chiếc này kỷ niệm hả Dựng Hai? À, Dựng đóng chiếc này để làm kỷ niệm sau rồi con cháu chết của mình. Dạ. Là vì Dựng Hai đó là đam mê nghề biển từ nhỏ rồi. Dạ. Cái này Dựng Hai đóng là một cặp hay là một chiếc Dựng Hai? Là một cặp để trưng bày sau này cho con cháu nó xem lại ha. Này đây. Ừ. Dạ. Dựng Hai mình năm nay là hơn 70 nghe quý vị. Năm nay dạ, rồi còn nữa. Chiếc này mình trưng bày thôi, không có đặt máy ha. Dạ. Cũng đầy đủ cabin cả bọng rồi. Dạ. Này thì xịt dầu vô, này cây sao nghe quý vị. Xịt dầu vô cho nó đỏ vậy đó. Bảo vệ. Ủa Dựng Hai, chiếc này Dựng Hai có đặt chân vịt không Dựng Hai? Có. Để chân vịt luôn ha? Gắn chân vịt luôn. Dạ. Coi như là trang thiết bị nó cũng như là muốn đầy đủ gì đó. Dạ. Máy móc thì chưa tính tới. Dạ. Mình để trưng bày chứ. Hôm nay là mình làm phần 1 nha. Chứ khi nào hoàn thành nữa thì mình sẽ quay. Cái chiếc này đang sửa lại hả chú Tư? Đang sửa lại. Tại vì chiếc này chiều dài nó hơi ngắn nè. Đó. Cho nên là bây giờ gỡ cái cài dàn cong này ra. Đó. Chiếc này mình làm chiều dài lại là bao nhiêu chú Tư? Chiều dài là 2m4. Ngang 65. Ngang 65. Tâm hạ 34. Tâm hạ 34. Ở đây dọn cái tiếp sẵn luôn rồi nè. Bằng cái sao hết nghe quý vị. Hồi đó giờ chú Tư đóng khoảng bao nhiêu chiếc ghe lớn rồi chú Tư? Cho con hỏi tâm sự. Đóng ở Bình Quỳnh này cỡ khoảng 50. 50 chiếc ha. Dạ, còn mấy chỗ khác thì chưa tính. Chỗ khác chưa tính. Dạ, bên Nhầm Gầy ha. Gầy cũng 20, 20 mấy. Dạ. Chú Tư năm nay nhiêu tuổi rồi chú Tư? 56. 56. Dạ. Có thể tiết lộ cho biết là chiếc này mình đóng nhiêu dây công không chú Tư? 46 giây. 46 giây. Con treo. Còn dây ga? 3 cặp. 3 cặp dây ga. Thì mình quay thực tế vậy đó. Quý vị muốn đóng thì cứ gọi cho Từ Siêu. Từ Siêu sẽ nhờ chú Tư nói chuyện ha. Đóng như thế nào đóng. Thấy gì con mê lắm Dựng Hai ơi. Thấy lên dàn sườn này con mê lắm. Nhìn đẹp quá. Cái gò má này là theo mẫu của Lình Quỳnh đó nghe quý vị. Chứ mẫu đời mới bây giờ sợi vuông á. Thì theo Dựng Hai của mình, ổng thích cái gò má này. Cho nên thì để gò má này nó chạy giọt hơn ha, tốc độ hơn. Làm y chang vậy luôn á. Chú Tư vậy là chiếc này mình vô be khoảng nhiêu ngày chú Tư? Chiếc nhỏ này vô khoảng 15 ngày. 15 ngày, trời ơi. Vậy là mình vô khích khích để mình sơn thôi. Đó, khỏi sẩm bã gì chứ. 15 đô be với be dày. 15 đô be.
Bê dạch nữa. Chua nha, 15 ngày chua. 15 ngày. Dạ. Cái này nó nặng nghe quý vị, cho nên phải tốn thời gian lặt lên lặt xuống nữa. Đẹp ha. Cũng y chang ra thiệt chứ đó. Còn chiếc này thì đang sửa lại kế tiếp cho nó dài hơn. Tiếp bụi lô vậy hơn, đó, của nó đó. Rồi quý vị, nếu mà muốn đóng á, thì cứ gọi cho Từ Siêu. Từ Siêu sẽ cho số điện thoại chú Tư để đóng theo yêu cầu quý vị. Ủa vậy là Dưỡng Hai đóng tiền công này là cặp nhiêu Dưỡng Hai? Một cặp là 35 triệu. Dạ. Tất nhiên là cái chiếc trong này, chiếc nhỏ này thì 15 triệu tiền công. Dạ. Còn chiếc lớn này thì nó là 20 triệu tiền công. Dạ. Cái đó là tiền công. Cây bùi lôn đinh tà cái gì nó là đồ của Dương Hai không? Dạ. Cái đó là tiền công của chú Tư. Dạ. Tính ra là chua ăn lắm nghe quý vị. Thiệt. Ngồi tăng bằng tỉ mỉ. Cái bộ sườn này chú Tư làm mấy ngày rồi chú Tư? Cái bộ sườn bên đây nè, 10 ngày hả? 10 ngày nghe quý vị, chưa tính là cái phần vô be rồi trang trí, ôi đủ thứ hết trơn á. Làm xong chiếc này khoảng bao nhiêu thời gian chú Tư? 2 tháng. Cỡ 2 tháng đó quý vị. Ăn tiền quý vị không có dễ đâu, thấy không? Ngồi tằn mằn tỉ mỉ. Chiếc này đóng theo là cái chiều dài của mẫu đề mới nè. Đề mới giờ con thấy là đóng khoảng 28 29 m luôn á Dưỡng Hai, chiều dài á. Còn chiều ngang là 6,5 m. Đâu có chiều dài à. Dạ. Nó vận chuyển rồi nó chứa đậm rồi nó... Dạ. Chiếc này thì sẽ không đặt máy nha quý vị, chỉ là chân bài thôi, nhưng mà có chân vịt luôn. Chân vịt này mình đặt thao hay nhôm ta? Tính đặt bằng nhôm này hay là thao để tới tới đó tính. Ừ. 5 cánh hay 4 cánh? Giờ mình chạy 5 cánh không ạ? 5 cánh theo thời đại thì chắc là mình đặt 5 cánh cho nó cho đẹp phải không? Cho nó đẹp. Dạ. Yeah. Thì nói chung là ở đây Từ Siêu quay thực tế gì đó. Quá đẹp quý vị ơi, thấy không? Nhìn gần dưới nè. Chẻn à. Cũng để đều quá trơn luôn. Bỉ đàn bà đặt máy đó. Đó. Mà chưa. Ví dụ đặt máy thì chưa nói chuyện. Tại vì cái chiếc này á nó nặng nghe quý vị. Nó không phải chuyện đơn giản nha. Chiếc này nếu hoàn thành hết á là nó nặng là hơn 80 kg. Nó chứ không phải nhẹ đâu. Còn cabin nữa, đủ thứ hết trơn á. Bỏ ngầm đồ hết. Dạ. Này là mình chỉ sơn thôi chứ không lắp keo đâu. Tại vì lắp keo nó không có được đã. Không đúng. Không, dạ. Đúng. Không đúng giống hồi xưa ha. Ừ. Hồi xưa là vậy, sẵn bả sát chai thôi đúng không? Ừ. Dạ. Đẹp lắm thấy không? Đầu cong nè, từ từ mình mới tề lại nó giống y chang ra thiệt luôn. Chú Tư cho con hỏi á, là cái chiều cao mũi lô này nè, là bao nhiêu chú Tư? Cái lô này chiều cao của nó là 5,9 m. 5,9 m là tương đương là 59 đúng không? Ừ. 59 đó quý vị, 59 cm. Dạ, còn mà cái chiều dài của cây tiếp là 1,6 m. 1,6 m nha. Còn mà chưa tính phía sau nữa đó. Rồi còn cây trụ đứng này nó cao nhiêu chú Tư? Cao 2 mét. Đó, cao 2 mét là cao 20 đó quý vị. Mình nói ra thiệt là tượng trưng như vậy đó. Còn dây cong này dày bao nhiêu chú Tư? Cong nó dày 1 phân. 1 phân ha. Dạ. 4 phân tim. Dạ. Thì làm y chang ra thiệt gì đó. Nè, thấy không? Bổ trâu cục dây giữa nè. Đó, bự vuông. Đẹp ha. Sắc sảo. Yếm luôn nghe quý vị. Đó, cái yếm nè. Nhức gan quá chú Tư ơi. Chiếc này sẽ cố gắng theo cho đến khi hoàn thành nha quý vị. Mình gắng cố gắng mình quay cho nó hoàn thành. Gói nè, nó làm giống thịt luôn, thấy không? Lúc nào xài đinh thì đinh, lúc nào xài vít thì vít đó. Đã quá. Thấy không? Nhỏ nhỏ. Nó xài pin nha. Ý tưởng ha. Im với chú Tư, khỏe. Im chứ, im chứ. Dạ. Tính ra chú Tư đóng hồi đó giờ là trên 70 chiếc rồi. Quá nhiều ha. Tính ra cả trăm không ta?
Không tới đâu phải không? Cả trăm chiếc lớn đó quý vị, hầu đóng tàu. Giờ cũng còn đam mê. Đam mê đóng nè, mà đóng tàu nhỏ thôi, đóng mô hình. Đã quá, thấy không? Giống hịch gì luôn nghe quý vị. Đủ lô nè. Thấy không? Thấy cái gói không? Phần chia hết trơn á. Để vô dây cong. Cây sao này là trồng ở nhà đó, rồi giờ lớn rồi, cho nên là cái nào mình xài thì mình xài. Đứng rồi thấy không? Trẻ gì là để vô be vô đây nè quý vị. Cái tiếp này dài nhiêu chú Tư? Cái tiếp này nè. Mét 9 nha. Mét 9 nha. Còn mũi lô này. Cao. 65 ha. 75. Dựng 2 cho con hỏi á, nếu mà mình làm cabin á, dựng 2 làm mấy tầng? Cabin mình phải làm 3 tầng. 3 tầng. Rồi giàn khô. Yeah. Rồi cần cẩu. Yeah. Rồi ống chỉ lô rồi đầy đủ hết trơn hết trọi, cũng như là hoàn thành chiếc tàu này, cũng như là hoàn thành để đi đánh bắt trên biển gì đó. Yeah. Mà mình để trưng bày. Trưng bày thôi, không đặt máy. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn Dương Hai. Để con cũng cố gắng theo chiếc này để quay cho quý vị khán giả xem nó lúc nó hoàn thành. Dương Hai, như là chiếc này mình đóng nhiêu hầm Dương Hai? 8 hầm lớn, 1 hầm nhỏ trước đó. Dạ. 8 hầm lớn nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, hầm mũi là để ba cái đồ ngư cụ, đó, chài chì gì đó. Dây cộ đó. Dây cộ gì đó. Đẹp quá. Thấy nền taxi không? Đã giống hịch luôn. Cái này mình xài ốc vít nhiêu vậy chú Tư? 4 ly nghe quý vị. Thấy không? Vô dây cong là... Còn bộ ly nóc không á? Dạ. Ly nóc hết. Vô dây cong là thằng nối này nè. Hai. Bên hai con, 4 con. Trụ đứng nè, thấy không? Trời ơi. Quá đã ha. Chừng nào hoàn thành hết thì mình sẽ quay một clip nữa. Đã quá. Cây trụ đứng. Tàu lái nè. Đóng này là mở hoàn toàn nha quý vị. Mở dài luôn á, chứ không có túm giống hồi xưa nữa. Mẫu đề mới là vậy đó. Còn nhiều thứ để nói lắm. Từ từ nha, mình sẽ gắng cố gắng quay nhiều nhiều. Hơn 2 tháng quá. Chắc hơn 2 tháng chứ Tư. Hơn 2 tháng. Ừ. Y chang ghê thật luôn. Ở đây là có 2 tấm chản. Ghê thật, mình cũng 2 tấm chản thôi chú Tư. Ừ. Ở đây sẽ cắt phần này bỏ. Đó, phần thừa nè. Rồi sẽ làm lã ký luôn. Lã ký đàng hoàng nha. Làm lã ký cây đàng hoàng giống hồi xưa của mình vậy đó. Giờ lã ký sắt không à. Đẹp quá. Còn nhiều thứ lắm. Còn trang trí tùm lum hết trơn. Phía sau lái thì còn ốp bảo vệ nữa. Đẹp. Lưng đụng mà nằm đây. Đúng không? Giờ đang gỡ ra nè. Làm giống hịch ra thiệt luôn. Chú Tư có thể cho khán giả biết á, là cái phần tiền vật tư này nè là khoảng bao nhiêu không chú Tư? Tiền cây cối, nước sơn, các kiểu á.
Vật tư chắc có thể khoảng 10 triệu. Dạ. Tiền công mà nó nặng hơn cái đúng rồi. Vật tư. Dạ, tiền công ngồi làm từ từ vậy đó. Giờ gỡ ra. Lấy dây cong lại. Còn cái tiếp này á, cái tiếp này là sẽ đóng một chiếc mới ha chú Tư. Ừ. Đó, cái tiếp dưới đây là đóng chiếc mới. Rồi phần kích thước ngang á sẽ nhỏ lại nữa. Vũ kêu làm con mập quá. Dạ. Giờ làm nhỏ lại ha. Sửa lại. Dạ, làm dài ra. Cái phần dây cong này nè là của chiếc lớn. Chiếc lớn hiện giờ là 2m4 đó. Là tổng cộng là 55 giây nghe quý vị. 55 giây tổng cộng. 51 giây kia còn 4 giây treo là tổng cộng là 55 giây. Thấy không? Mỗi dây cong này nè, làm tính ra tốn thời gian lắm. Quá đã. Dàn đồ nghề thì cũng đơn giản à. Đây cái máy mài nè. Còn đây là máy cắt nè. Chế lại hết. Này máy cắt tay đó nha. Máy cắt tay á, rồi chế lại. Máy cưa dĩa. Máy cưa dĩa đó. Muốn làm một chiếc mô hình mà y như thật á, tốn thời gian đủ thứ nha quý vị. Không phải chuyện đơn giản đâu. Lưng đụng nữa. Nè, lưng đụng là ở đây nè. Đó. Làm sẵn hết trơn, làm dấu sẵn hết trơn rồi đó. Đông mới hồng ngán ha vô Tư. Mà ngán cái sửa lại hả? Ghê thật cũng vậy ha. Đông mới là không bao giờ ngán đâu, khỏe lắm. Ẩm nóng rồi nó chảy đâu. Ừ. Thì cái này là thiếu chiều dài. Cái phần cái tiếp á, bây giờ phải sửa cái tiếp chiều dài ra. Dây cong thì mình giữ lại. Nó hơi to cái phần bị ngang. Tại vì dây Kiên Giang của mình thì hiện giờ là dài. Mềm quá, nhìn đẹp. Rồi mình quay đến đây thôi nha. Ra phần 1 đi. Phần 2 thì mình sẽ quay tiếp nữa. Từ từ nha. Rồi chào khán giả đi chú Tư ơi. Ồ, xin chào. Yeah.